là dãy núi có đỉnh cao thứ tư ở Việt Nam. Bạch Mộc Lương Tử hay còn gọi là Kỳ Quan San là dãy núi nằm giữa hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu, có địa hình hiểm trở. Du lịch leo núi, chinh phục đỉnh Bạch Mộc Lương Tử hiện là một trong số ít tuyến du lịch trải nghiệm đi bộ, leo núi và khám phá đẳng cấp nhất ở Việt Nam. Để có thể tự mình chinh phục, khám phá và chiêm ngưỡng những cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ, tính đa dạng sinh học của dãy Bạch Mộc Lương Tử ở độ cao 3.046m. Mỗi du khách không chỉ phải trang bị những dụng cụ leo núi chuyên dụng mà còn phải rèn luyện sức khỏe để có thể vượt qua gần 30km đường dốc với nhiều loại địa hình khó khăn. Vượt những con suối dưới những tán rừng nguyên sinh, đi sâu vào những dãy núi cao ẩn hiện trong sương mù hay xuyên qua những bụi hoa rừng. Tất cả tạo cho du khách một trải nghiệm khó quên về một hệ sinh thái khác biệt của một Kỳ Quan San vùng Tây Bắc. Rất mệt nhưng mà rất vui. Chưa bao giờ thấy một phong cảnh đẹp như thế này và cảm giác thật sự là bắt đầu chinh phục mình. Và thực ra đúng là hạnh phúc là trên đường đi. Trải qua nhiều đoạn dốc đứng là thử thách không nhỏ cho những nhà leo núi nghiệp dư. Khi đặt chân lên đỉnh, mỗi du khách đều trào dâng cảm xúc ngỡ ngàng bởi những khung cảnh rộng lớn và đầy huyền ảo. Khi mặt trời lấp ló sau dặng núi tạo ra thứ ánh sáng kỳ ảo, Bạch Mộc Lương Tử xứng đáng mệnh danh là nơi gặp gỡ giữa trời và đất. Bình minh trên mây cao đã trở thành thương hiệu của ngọn núi Bạch Mộc này.